đội tuyển Việt Nam vững niềm tin trong cuộc chuyển giao. Năm 2024 hứa hẹn chứng kiến cuộc chuyển giao của bóng đá Việt Nam. Khi đội tuyển quốc gia vẫn đang trong quá trình trẻ hóa, còn lứa U23 Việt Nam chuẩn bị bước đến sân khấu châu Á, giai đoạn bảng lề. Trước khi huấn luyện viên Philippe Troussi bén duyên với đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam đã có 5 năm thành công vang dội dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo khi vô địch AFF Cup 2018. Lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giành ngôi Á quân U23 châu Á. Thành tựu của các cấp độ đội tuyển đến từ nhiều yếu tố, tài năng của ông Park. Sự xuất sắc của thế hệ vàng vươn mình trong cơn mưa tuyết ở Thường Châu. Nhưng quan trọng hơn cả, bóng đá Việt Nam đã có những năm xây nền tảng chắc chắn trước đó khi lứa trẻ được cọ sát. Các đội tuyển đấu nhiều giải quốc tế. Để rồi khi thời cơ chín mùi, bóng đá Việt Nam đã cất cánh. Để tạo nên một chu kỳ thành công nữa, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục xây nền. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, ký hợp đồng với ông Troussi và thống nhất với chiến lược gia người Pháp về việc thay đổi triết lý chơi. Từ phòng ngự phản công, dần chuyển sang tấn công chủ động, cầm bóng tự tin và cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu. Mục tiêu chỉ có một, nâng chất lượng thi đấu, đến gần hơn với giấc mơ World Cup. Đội tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều hy vọng xen lẫn thách thức trong năm 2024. Nguyên liệu để huấn luyện viên Troussi cải tổ đội tuyển Việt Nam là một tập thể giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhưng không ít cầu thủ không còn duy trì phong độ đỉnh cao, vật lộn với chấn thương và đã quen với lối chơi phòng ngự phản công thời người tiền nhiệm. Song song đó là một lứa trẻ bị gián đoạn cơ hội thi đấu quốc tế bởi dịch bệnh, cũng như phần nhiều chưa có dấu ấn ở câu lạc bộ do cái bóng rất lớn của đàn anh. Ông Troussi đã có 4 năm quan sát, tìm hiểu bóng đá Việt Nam trước khi ngồi ghế huấn luyện viên trưởng, song có lẽ chính nhà cầm quân người Pháp cũng không lường được cuộc chuyển giao ở đội tuyển lại gian nan đến thế. Highlight Iraq 3-2 Việt Nam, trận đấu quả cảm chia tay ASEAN Cup 2023. ASEAN Cup 2023, các cầu thủ trẻ như Thái Sơn sẽ trưởng thành nhiều qua những trải nghiệm 4 chiến thắng, 8 thất bại, 11 bàn thắng và 21 bàn thua là những thành tích của huấn luyện viên Troussi trong năm đầu huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Còn với U23 Việt Nam là tấm huy chương đồng SEA Games và vé dự vòng chung kết U23 châu Á, dù thành tích chưa đạt kỳ vọng, nhưng cũng giống cuộc chuyển giao trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo cập bến. Bóng đá Việt Nam cần sự kiên định, chấp nhận thất bại để nhận bài học và dĩ nhiên từ những thất bại có phần cay đắng. Bản thân huấn luyện viên Troussi hơn lúc nào hết phải điều chỉnh và nắn lại hướng đi để phù hợp với bối cảnh bóng đá châu Á. Niềm tin hợp đồng của VFF với huấn luyện viên Troussi có mục tiêu rõ ràng ở hai sân chơi trong năm 2024, đó là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và có huy chương AFF Cup 2024. Với riêng giải U23 châu Á, chiến lược gia người Pháp muốn U23 Việt Nam có vé đi Olympic Paris. Ba giải đấu này có mối liên hệ mật thiết về chiến lược. Khi vòng loại World Cup là nơi định vị năng lực đội tuyển Việt Nam ở sân chơi châu Á, đồng thời thành tích tại đây là thước đo cho thấy mức độ khả thi của giấc mơ World Cup. Huấn luyện viên Troussi đang đối mặt với nhiều thử thách. Vòng chung kết U23 châu Á là sân đấu để dàn sao trẻ của ông Troussi chứng minh năng lực và từng bước có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Dù phần nào cho thấy tiềm năng, nhưng lứa U23 Việt Nam cần một chiến quả để bứt lên. Còn AFF Cup, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm nay, là nơi thầy trò ông Troussi khẳng định chỗ đứng tại Đông Nam Á. Nơi Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang vươn lên mạnh mẽ. Năm 2024 sẽ rất áp lực với huấn luyện viên Troussi cùng học trò bởi các giải đấu, cũng như lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam có sự đan xen, nên một thất bại nếu xảy ra có thể tạo hiệu ứng đổ vỡ tâm lý. Còn nếu thành công, đó sẽ là cú hích bản lề để bóng đá Việt Nam kiên nhẫn hơn cho giai đoạn đổ móng. Cũng giống 2023, năm 2024 là then cửa mà huấn luyện viên Troussi cùng học trò phải nỗ lực để mở trước khi kiến thiết một chu kỳ thành công mới. Nhưng trên hết, cả hệ thống bóng đá cần sự kiên định, phát triển đồng đều từ giải vô địch quốc gia, câu lạc bộ đến đội tuyển. Khi mức độ cạnh tranh ở châu Á ngày càng khốc liệt, việc tin tưởng,
kiên định vào hướng đi trong giai đoạn chuyển giao bản lề là con đường duy nhất để bóng đá Việt Nam đến đích.